Rất vui mừng chào đón quý vị và các bạn đến với Design Design, hành trình khám phá những mẫu thiết kế tuyệt vời trong nước và trên thế giới. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ chiêm ngưỡng những thiết kế về nội thất với những điểm nhấn đặc biệt. Đầu chương trình, mời quý vị và các bạn đến với dòng tranh chất liệu độc đáo, một xu hướng mới về trang trí nội thất. Tiếp theo, hành trình Design Design sẽ đưa chúng ta đến với vùng đất South Tyrol của Italia, nơi có những lâu đài tráng lệ với kiến trúc và nội thất tuyệt đẹp. Sau đó, chúng ta sẽ cùng khám phá một căn nhà sang trọng ở Gragu. Cuối của hành trình, mời quý vị và các bạn làm quen với nhà thiết kế Reni Ramaker, một tên tuổi nổi tiếng trong ngành thiết kế ở Hà Lan. Đây là nhà sàn. Đấy, nhà sàn mà chúng tôi đã làm bằng cọ này, tăm này, tre. Rồi tiếp đến là hàng rào thì chúng tôi có làm bằng cành cây khô, cành cây phơi khô, hoa ép khô. Thậm chí bạn có nhìn thấy là sỏi đúng không? Thể hiện rất là rõ là cảnh của miền núi. Rồi là những cái cành cây này là kiểu như là bạn có thể tưởng là ở ngoài đời thực ấy, nó như những cành dại nó mọc lên xung quanh nhà, tạo cảm giác là hoang sơ, hoang dã gì đấy. Nhưng mà có một chút gì đó bí hiểm để mọi người có thể đến và khám phá nó. Tức là những chất liệu từ thiên nhiên này nó khơi dậy nhiều cảm xúc. Nó đánh thức vào nhiều giác quan của mình, chính xác. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường coi những chiếc lá khô, những thanh tre nhỏ hay những mổ len thừa như những vật vô giá trị. Tuy nhiên, dưới bàn tay của các nghệ sĩ trẻ, những chất liệu nhỏ bé và tầm thường ấy lại trở thành những tác phẩm nghệ thuật thực sự. Mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi khám phá cách thức design những bức tranh chất liệu thú vị này. Xưởng tranh chất liệu nằm trong một căn nhà thôn quê giữa một vườn cây trái. Các bạn đừng ngạc nhiên bởi một địa điểm như thế lại hoàn toàn cần thiết cho công việc chế tác dòng tranh này. Còn gì thích hợp hơn để sáng tạo những bức tranh từ thiên nhiên khi xung quanh người nghệ sĩ lại chính là thiên nhiên, cây cỏ? Và tôi đã thực sự tham gia vào quá trình sáng tạo ra những bức tranh chất liệu độc đáo này. Vì sao dòng tranh này lại được gọi là tranh chất liệu hả ạ? Thực ra thì nó rất là đơn giản và dễ hiểu bởi vì nó được kết hợp với nhau bởi rất nhiều các chất liệu. Chúng tôi thể hiện hoàn toàn bằng những chất liệu thô sơ, lấy từ tự nhiên. Nó rất là gần gũi với mọi người, rất là thân thuộc. Ví dụ như là bã bào chẳng hạn, hay là hạt đậu xanh chẳng hạn, hay là mùn cưa đã được nhuộm màu chẳng hạn. Đấy, làm một cái hộp mùn cưa nhuộm màu thế này thì việc đầu tiên là chúng tôi phải tìm được mùn cưa thô. Sau đó về thì chúng tôi sàng ra đấy phân loại to nhỏ khác nhau và sau đó ngâm với nước vôi và lại phơi khô, sau đó thì đi nhuộm màu. Hạt đỗ xanh này thì chúng tôi ra ngoài chợ có thể mua và về có thể thể hiện ngay được. Hoặc là bèo khô chẳng hạn thì chúng tôi ra ao bèo chẳng hạn vớt về sau đó phơi khô vì mang về bắt đầu làm. Hoặc là nen này thì ở ngoài chợ có rất là nhiều. Đấy, hoặc là vải vụn, tất cả những cái này đều rất dễ kiếm và rất rẻ. Giới thiệu các bạn, đây là rơm được lấy từ chổi rơm và đây là mùn cưa mà chúng tôi đã nhuộm màu. Còn cái nền trời này là bạc, chúng tôi mua ở Đồng Kỵ về sau đó dán lên đây tạo sự tương phản rất là mạnh về độ sáng tối. Còn đây là những cái cành cây mà chúng tôi đã cắt tỉa bớt các cành nhỏ và sau đó nhuộm màu. Và nhìn chung là tất cả các chất liệu ở đây phần lớn là làm từ mùn cưa, cành cây và rơm kết hợp với nhau để tạo thành một bức tranh tương đối là phong phú như thế này. Bây giờ cái việc của chúng tôi nữa là cài thêm các cái cành cây vào cho nó đúng với phong cảnh của miền núi rất là rộng rãi. Những thửa ruộng được thiết kế từ mùn cưa nhuộm vàng. Những bờ cỏ mùa thu sắc úa già cũng được tạo hình từ mùn cưa. Tất cả tạo nên ấn tượng chân thực trong mọi giác quan về một cảnh sắc quen thuộc. Do đâu mà mình lại có một cái ý tưởng về một bức tranh miền núi này nhỉ?
Cái này thì là do chúng tôi đi thực tế, phải lấy tư liệu từ thực tế, lấy cảm xúc từ thực tế rồi thì về để làm. Mỗi khi làm một bức tranh như thế này thì lại hồi tưởng cái cảm xúc mà đứng trước những quả núi và bầu trời rất là mênh mông của khung cảnh miền núi, thì cảm xúc làm tốt thì bức tranh sẽ tốt hơn rất nhiều. Là bức tranh đã hoàn thiện nhỉ? Dạ vâng, đúng như vậy. Ngoài cái đề tài là về đồng quê như thế này thì mình còn khai thác thêm các mảng đề tài khác không? Dạ có. Chúng tôi ngoài thể loại đồng quê gần gũi với mọi người như thế này thì chúng tôi còn làm thêm đề tài tranh hiện đại. Việc phân công nhân lực trong xưởng tranh rất rõ ràng. Tùy theo chuyên môn và thế mạnh của từng người sẽ quyết định chủ đề họ sáng tác. Với bức tranh chủ đề chiều tượng này, việc sử dụng chất liệu cũng bất quy tắc hơn. Ở đây, chúng tôi đang thiết kế một đóa hoa hướng dương với đậu xanh nguyên vỏ cho nhụy hoa và đậu xanh tách vỏ cho cánh hoa. Ý tưởng kỳ lạ này hóa ra lại tạo nên hiệu ứng bất ngờ và thú vị cho bức tranh. Khâu cuối trong việc hoàn thiện bức tranh chất liệu là công đoạn hong khô tranh. Đó là một ngày đẹp trời để thực hiện công việc này. Tranh từ thiên nhiên phơi bày vẻ đẹp giữa thiên nhiên, cây lá. Mặt trời làm ánh lên sắc vàng của mái rơm, sắc óng ánh bàng bạc của nền trời và màu sắc thô mộc của những hạt mùn cưa. Một sự hòa hợp đến kỳ lạ. Đó là sự hóa thân đầy xúc cảm của thiên nhiên vào từng khung tranh.